đẹp như ta, cái xác mà nó giống như con cái mà cá cha mình đó, mà nó bạch trắng luôn à. Cái nào mua hả anh ta? Khi nó mua là anh ra có biết đâu. Bạch xin cá đẹp rồi. Làm sao dỡ nắp lên bà cho quay luôn bà. Dỡ nắp lên cho tôi quay coi. Nó hù. Rớt hả? Rớt thôi đi. Hết sức cá là đẹp rồi trời. Anh ba nhận nhậu lương không ta? Cái gì? Nhậu lương không? Được mà giác này nhậu vậy? Ta hỏi biết người ta đi mua chúng nó đi mua lương dùm vừa nhờ nhậu. Kêu quá lương đủ mẹ có lương nuôi không có nghiệp lắm. Lương nuôi chứ lương mình có đâu mà không có trời. Lương ta cái nè nhỏ vậy đó mà nó vàng đó là lương mình. Cái đuôi mà nó nhọn quắt đó là lương mình. Tại tính lại lần nặng chỗ lương nuôi cái đuôi cũng lúc mà nó kỹ rồi nè. Tính mua lương nuôi gì mặn mẹ ra đi kiếm luôn xiệt làm gì có kiếm. Hết sức cá đẹp rồi, trắng phiếu, cá bạch tạng. Mày thấy bà ra, cho bà chung ra. Đâu? Nó trong đó đó. Anh ba có mồi anh lên kìa. Đó đó. Gà lú lên kìa rồi. Nó lên nếp kìa, đó anh đó. Bữa nay mình mà thấy cái khóc quá, cái bồn cá con bà nó đẹp không lợi thôi. Chết mấy con rượu má, thân mấy bà lông nó ấy sinh này, cá kiện nó sinh cái rượu để mẹ cái đỏ nó không xúc mình sao bể cái động cái gặp mấy bà lông. Cái con cá mà con hồi xưa có con loại cá la hán đó anh ba. Ồ, cá la hán dài rồi ấy bu. Là lâu quá không gặp nó. Cá la hán dài rồi nuôi nữa. Khi nó đẳng nó nuôi con cá gì mà giống như cá lắc cờ mình hay cá gì phải không? Ừ. Có nút không? Có nút. Có nút như vậy. Cái nó có ba. Cái nào hai có ba cái nút. Hết sức con cá này đẹp rồi. Mới thấy con cá này nó lai cái gì đâu mà ngộ, con cá cha nè. Cái này không phải cá xác rồi, cá trà thôi. Ừ. Này cá trà chứ không phải xác. Phải không? Nói cá xác ai có biết đâu, tao có rành đâu. Không, cá xác cái đầu nhỏ hơn, cái này có cá cha mà cá cha có bạch tạng. Hết sức cá đẹp. Rồi anh ba đâu kia rồi? Núp mở nè. Núp năng hậu xuống nữa. Này bỏ bên đây nè, bỏ bên đây cho nó chìm bên đây, nó quên nè. Còn ba của một ngày tao thả rỗng rạnh nó bây giờ còn cho tự ra bằng cái thúng dê. Hồi đó kia mấy. Anh lụi. Có cá lưu kiến nữa. Hết sức rồi. Nó ăn. Quá. Bỏ một chút xíu à. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.